Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem vlog của mình nha. Buổi sáng thì các ông bà, cô dì, chú bác thường hay ra công viên để tập thể dục như thế này nè. Hôm nay thì mời mọi người cùng mình đến thăm đền thờ tổ nhà họ Trần nha. Đây là trạm tàu Trần Gia Từ, nằm ở tuyến metro số 1. Nhà thờ tổ họ Trần thì nằm ở ngay quận Lệ Loan, cũng thuộc dạng là trung tâm thành phố Quảng Châu, cho nên là mọi người nếu mà có tới Quảng Châu thì có thể tới đây tham quan ha. Ở đây thì mình có thể dùng WeChat để quét mã rồi thanh toán, hoặc là mình có thể mua vé trực tiếp ở quầy. Sau đó thì đi qua cửa kiểm soát an ninh nè. Nếu có ai đem theo vali thì cũng có thể để ở trong cái chỗ này ha. Ngoài cái tên là từ đường nhà họ Trần thì Trần Gia Từ còn có một cái tên khác là Học viện Trần Gia. Vé vào cổng ở đây thì là 10 tệ. Nhà thờ tổ họ Trần là một trong những tòa nhà truyền thống lớn nhất còn sót lại ở Quảng Phủ. Đồng thời thì có thể nói đây cũng là tòa nhà tổ tiên lớn nhất, được bảo tồn tốt nhất và được trang trí tinh xảo nhất ở Trung Quốc. Nó có diện tích là 15.000m², còn diện tích xây dựng là 8.000m². Trên đây là có tổng cộng 20 bức tranh, được chạm khắc khá là tinh xảo luôn đó mọi người. Cấu trúc tòa nhà này thì có thể được chia thành 3 trục và 3 lối vào, tổng cộng là có 9 sảnh và 6 sân. Ở đây là một tập hợp của nghệ thuật trang trí và thủ công kiến trúc lĩnh Nam. Hầu như tất cả các sảnh, sân, hành lang, đại sảnh, cửa ra vào, cửa cột, cột, nè, tường, gờ mái, xà đều thể hiện được là 3 chạm, 2 điêu, 1 đúc. 3 chạm tức là chạm khắc gỗ, chạm khắc gạch và chạm khắc đá. Còn 2 điêu tức là điêu khắc gốm và điêu khắc xám. Thì điêu khắc xám tức là mấy cái tượng mà màu xám xám mình hay thấy đó mọi người. Còn một đúc thì tức là đúc đồng và sắt. Ngoài ra thì còn có vẽ tranh tường nữa. Cái này là nghệ thuật chạm khắc gỗ Quảng Châu. Còn bên này là điêu khắc gỗ sơn son thếp vàng của Triều Châu. Còn bên này là gốm của Phật Sơn. Còn đây là một giỏ hoa bằng đá của Triều Châu. Còn cái này là một dạng đền thờ của người Tiều nè mọi người. Cũng được chạm khắc sơn son thếp vàng luôn. Đi thẳng ra tới sảnh phía sau là sảnh thứ 3 thì sẽ là nơi đặt bài vị tổ tiên của nhà họ Trần. Cái chậu cây này nè, ở bên ngoài cái màu nhìn đẹp lắm luôn á. Nhà thờ này được hoàn thành vào năm thứ 20 của nhà Thanh là năm 1894. Chỗ này là được 72 gia tộc nhà họ Trần ở khắp nơi xây dựng nên. Mục đích chính của tổ đường này là nơi cung cấp chỗ sinh sống cho các thành viên họ Trần từ khắp nơi trong tỉnh Quảng Đông để chuẩn bị cho kỳ thi triều đình, rồi có thể là xử lý các vụ kiện, nộp thuế và các vấn đề khác khi mà tới Quảng Châu. Cái gian phòng này là rộng 27m, 5 gian sâu 16,4m, là nơi đặt bài vị của tổ tiên họ Trần và đồ tế tự của các tộc nhân. Đến năm 1959 thì ở chỗ này cũng được kết hợp với lại bảo tàng thủ công và nghệ thuật dân gian Quảng Đông, là nơi thu thập, nghiên cứu, trưng bày các loại thủ công mỹ nghệ của các triều đại trước đây ở Quảng Đông, cũng như là các nghề thủ công dân gian trên cả nước.
còn đây là gian phòng trưng bày sản phẩm nghệ thuật thêu của người Tiều. Xem tận mắt ở bên ngoài á, nhìn mấy cái đường kim mũi chỉ á, trời ơi, ta nói nhìn nó đẹp lắm luôn á mọi người. Vì có qua một lớp kính nữa cho nên là mình không có thể nào mà soi cận cảnh, nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy á, từng cái nét á, đẹp ơi là đẹp luôn. Phòng này cũng trưng bày cả các tác phẩm điêu khắc nữa. Mọi người thấy ba cái bức hình đó không? Nó là ba cái vật nhỏ xíu đó luôn á. Ở bảo tàng này còn nhiều gian phòng khác trưng bày các đồ thủ công mỹ nghệ như thế này lắm. Chỗ này thì tái hiện lại các gian phòng và đồ nội thất của các gia đình ngày xưa. Cái này là phòng ngủ chính, phòng ngủ lớn ở trong nhà nè mọi người. Còn bên này thì giống như là nhà ăn, nhà họp mặt gia đình. Chỗ này thì là phòng tiếp khách nè. Còn cái này là cái cửa của ngày xưa. Còn chỗ này thì là dạng nghệ thuật trang trí lĩnh nam. Mấy cái họa tiết ở trên mấy cái gờ đó thì có một số là mấy cái chuyện kể dân gian nữa đó mọi người. Cái này là cái giếng ngày xưa nè, nhưng mà người ta bích lại rồi. Đi hết tất cả các nơi á, thì đi thẳng ra phía sau nó sẽ là một cái không gian cũng thoáng mát lắm. Ở phía sau này á, thì có nhà vệ sinh, cho nên là các du khách cũng thường hay đi ra phía này, đi vệ sinh xong á, rồi có thể ngồi chơi một chút. Ui, hoa này là hoa đỗ quyên đó mọi người, nhìn đẹp quá ha. Còn nhiều gian phòng có nhiều đồ vật đẹp lắm nhưng mà mình không có quay được, do là có cái lớp kính á, cho nên nó bị phản chiếu lên. Đi tham quan Trần Gia Từ xong á, thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi vòng quanh khu vực này xem thử coi có gì ha. Mình thấy có một cái tiệm xinh xinh cho nên là muốn vào xem thử coi ở đây có bán gì. Ở đây đang có một cái workshop nhỏ nhỏ đó mọi người, làm đồ thủ công handmade á. Mời mọi người ăn bánh táo xong mình lại đi chơi tiếp nha. Chỗ này là khu chợ đồ cũ nè mọi người.
ở xung quanh chỗ Trần Gia Từ có nhiều nhà hàng quán ăn bán đồ ăn ngon lắm. Mấy em mèo này là mèo của nhà hàng nè. Hôm nay thì mời mọi người ăn mì ở một quán đậu hồi với mình nha. Mấy quán này thì mì thịt bò cực kỳ ngon luôn. Nhưng mà mình không có ăn mà mình ăn mì trứng. Khu vực này thì có thể nói là một dạng làng cổ ở Quảng Châu. Cho nên là mọi người có thể thấy nhà dân ở đây nhìn khá là cũ. Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã xem hết video ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye!